đàm tùng vận 10 năm năm cần mẫn nay thành nữ thần chuyên độ bạn diễn tuy sở hữu thân hình thấp bé nhạy cân nhưng đàm tùng vận được nhiều người gọi nữ thần may mắn với khả năng vượt bạn diễn của mình bất kể nam thần nào có màn sánh đôi cùng cô nàng cũng đều nhanh chóng lên hương đàm tùng vận không còn là cái tên xa lạ đối với mặt phim hoa ngữ cô nàng là gương mặt được lòng các đạo diễn bởi khả năng diễn xuất linh hoạt cùng các biểu cảm tự nhiên mỗi vai diễn của tùng vận luôn mang đến cho người xem một cảm xúc khác nhau sở hữu thân hình bé nhỏ nhưng ít ai biết rằng nữ diễn viên là cái tên cực kỳ may mắn đàm tùng vận có số vượng bạn diễn đóng chung với người nào thì người đó nhanh chóng lên hương đàm tùng vận ngay từ bé đã được nhiều người quý mến bởi vẻ ngoài dễ thương cha mẹ của cô lo lắng cho sự an nguy của con gái nên quản lý nghiêm khắc khi tan học phải về nhà ngay hay mỗi lần ra khỏi nhà đều cần xin phép chính vì vậy năm 11 tuổi tùng vận vì muốn thoát khỏi sự kìm kẹp đó nên chọn học múa tại một trường xa nhà nữ diễn viên bắt đầu đóng phim khi chỉ mới 10 năm tuổi Lúc ấy cô nàng ngại giao tiếp với mọi người và chỉ mỉm cười như lời bố mẹ dặn. Một nhân viên trong đoàn phim đã mắng cô vì điều này. Từ lần đầu tham gia đóng phim 10 năm tuổi, Đàm Tùng Vận chăm chỉ góp mặt trong nhiều tác phẩm khác nhau nhưng đều chưa tạo được dấu ấn. Chỉ đến khi đảm nhận vai phụ trong hậu cung chân hoàn truyện, bên cạnh các tên tuổi lớn như Tôn Lệ, Thái Thiểu Phân, Đàm Tùng Vận mới được chú ý. Do đó vai trình trong chuyện cô gái nhỏ đã giúp cô tỏa sáng và giành giải thưởng tài năng mới xuất sắc tại lễ trao giải phim ngàn Quang Huy. Bước đà này đã tạo thành công cho sự nghiệp sau này của nữ diễn viên. Suốt chặng đường 15 năm cố gắng, Đàm Thung Vận này đã trở thành nữ diễn viên đỉnh đám của làng giải trí Hoa ngữ. Không sở hữu nhan sắc sắc nước hương trời, nhưng cô nàng gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu trẻ mãi không già. Không chỉ vậy, mỹ nhân sinh năm 1990 này còn có khả năng diễn xuất linh hoạt và tự nhiên. Bất kể vai diễn nào cũng được cô nàng hóa thân và truyền tải cảm xúc nhân vật một cách trọn vẹn. Nhờ vào sức hút ấy, Đàm Tùng Vận được nhận xét có số vượng bạn diễn. Bất kể đóng cặp với nam thần nào, cô đều giúp người đó nhanh chóng nhận được sự chú ý và thậm chí vụt sáng thành sao. Trong cầm ý chí hạ, chính Đàm Tùng Vận đã góp phần giúp cho nam diễn viên nhậm gia luân trở nên nổi tiếng. Sau đó sự kết hợp giữa cô và Trung Hà Lương trong cầm tập tượng ngọc cũng tiếp tục đẩy tên tuổi của nam diễn viên lên cao. Mới đây Đàm Tùng Vận trở lại màn ảnh với vai diễn khác lạ cùng anh chàng Lâm Canh Tân ở xin gọi tôi là Tổng Giám. Cô nàng là cái tên được nhắc nhiều nhất cùng với hàng loạt sự khen ngợi có cánh. Điều này cũng giúp cho bạn diễn của cô là Lâm Canh Tân nhận được nhiều sự chú ý hơn hẳn. Không sở hữu nhan sắc lung linh tựa nữ thần, nhưng Đàm Tùng Vận đã chinh phục được đông đảo khán giả nhờ tài năng diễn xuất đỉnh cao. Ở cô nàng luôn toát ra sức hút đặc biệt, mỗi lần đóng cặp với bạn diễn nam đều tạo nên phản ứng hóa học siêu ngọt. Đặc biệt nam diễn viên ấy cũng nhanh chóng được chú ý nhờ số vượng bạn diễn của cô. Vậy bạn có phải là fan của Đàm Tùng Vận hay không? Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog, cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.